em ạ. Tuổi hơn cả em của anh á. Em gì ạ? Quen. Tôi giả, tôi em là em chân cháu mình. Đang lục giả. Bạch lên chẳng muốn thì suốt ngày cúi đầu đất mà nó bảo giá quyền chứng quan em nhiều cúi đầu lắm rồi anh. Con đi đâu? Chả có nục nữa nào cả, chúng mày muốn nục ra chúng mày đồ. Trồng ngay cây quất, hai cây quất. Đây anh báo là nếu dáng đẹp rồi nhá. Ui giời này. Cuối đời là con dế này là nó đã là năm rưỡi rồi. Con huyền này thì nó gọi là không có nấu tổ. Đại huyền. Cốc đế đại đấy là vương. Đại học ngành cầu. Con dễ trống. Đấy, thấy chưa? Dạ, rồi. Mẹ con này nhìn trông đây là khủng à. Ngăn lắm quá. Tạm uống đi hát trước đi. Thôi cho nó đứng hẳn hoi dậy dậy. Chổng mông chổng tĩ ra lên. Khổ thỉnh thoảng cho nó chổng tí. Không chồng là nó khó chứ con thật khủng. Đây là như nào chị chưa nhìn thấy ạ? Vâng, tí nữa em kiếm. Mẹ gọi là cốc đế đại vương. Vâng, cái bên này. Cây đấy thì để sau, lúc nào em liền sau cũng được. Còn hôm nay em xử lý cho chị cây trước. Chú mua cái nào đấy? Đấy. Chơi phết nhỉ? Trẻ mà chơi phết nhỉ? Trẻ. À, mấy thanh niên chả biết về chơi hay là về bán nhưng mà. Chưa đại gia nào mà trồng cây quất vào đây. Dù đang ra lộc quá đẹp. Ôi, đỏ chót chót. Cái này đẹp quá nhỉ, cái này bao tiền anh? Cái nào anh? Cái này 1,5 triệu. Đấy, ngắm đi, mua đi, đang lặng quá mà. Mùa này nó ra lá đẹp quá nhỉ. Cây nào cũng ra lộc. Cái gì nào? Biết đỉnh, biết đỉnh. Ở đây anh kiệt rồi này.
Lá đẹp thế. Lá thì hơi coi mà đẹp. Rồi, ông ơi, mở nhạc to tí nữa, thu hết vào đây. Đó, mà cái huyền hoành này nó to tí nữa thôi. Ôi đẹp rồi. Dạ đây, chưa chi là thêm cả đêm. Chưa chi là thêm cả đêm. Cây của Thuyết đang của người. Quái quải. Mình ở Hoài Đức anh? Có gần như ông Khải không? À? Có gần như ông Khải không? Có, gần nhà. Vào nhà Khải chưa? À rồi. Nếu mà mua thì em phải về đấy, chứ không em chở xa lắm. Nhà Thạch Thất. Thạch Thất á? Chứ bây giờ trở về không chở được. Biết nhà anh nhà đã Đạt. Gần cạnh nhà anh đấy luôn rồi gì? À? Cạnh nhà ông Khải luôn gì? Từ đấy vào khoảng mấy trăm mét. Nhìn cây giống giống ông Khải. Mua của ông ấy cái dây rồi. Dạ. Mua của ông ấy cái dây. Du ruối. Ông chỉ có du ruối. Du đợt này toàn cái to này. Đấy, cái cốt đi đẹp. Cốt đi đẹp. Đó mà cái tay bên này nó khỏe, nó to hơn một tí. Cốt cốt. Nhìn cái lá nó thích. Xe du. Xe du. Xe du nặng. Cốt lá hán đẹp. Đẹp đấy. Đẹp mà trở về hết ngày buồn quá. Mấy cái gốc là hán hay đấy chú.
cây thì phân này cho bạn trên này này. Cây nó ngờ. Cho trở thành một cái thanh về nhá. Không, mình nhẹ thôi. Đấy, màu cũng được nhợt kìa. Rừng ruối, rừng ruối của bác. Chốt mấy cái ổi để về.